dưỡng nước nóng Aquadam ở Ostia Alps là một nơi nghỉ dưỡng tuyệt vời, không giống với bất kỳ một nơi nào khác. Tới Aquadam, bạn có thể thư giãn toàn thân tại một trong 12 hồ bơi với nguồn nước nóng đến từ các hồ chứa nước sâu và nhiệt độ có thể lên tới 97 độ. Bạn cũng có thể đắm mình tại một trong 8 phòng tắm hơi ở đây, thư giãn bằng sông hơi, xoáy nước nóng hay thậm chí là trong động băng. Aquadam là một nơi lý tưởng để bạn có thể tạm quên đi những vất vả đời thường. Vậy ai sẽ là người đồng hành cùng bạn đến đây trong kỳ nghỉ này?